Với sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo, câu lạc bộ Al Nassr đã lần đầu tiên vô địch Ả Rập Club Champions Cup. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên của đội bóng này giành vua phá lưới của giải đấu. Ronaldo gia nhập Al Nassr tháng 12 năm 2022 và nhanh chóng trở thành đầu tàu của đội bóng. Siêu sao người Bồ Đào Nha là cây làm bàn số 1 và cũng vinh dự được đeo băng đội trưởng. Sau khi trắng tay ở mùa 2022-2023, Ronaldo và Al Nassr rất quyết tâm phục hận ở mùa này. Và cuối cùng họ đã có được danh hiệu đầu tiên. Ở trận chung kết Ả Rập Club Champions Cup, Al Nassr phải đối đầu với đội bóng đồng hương Al Hilal và gặp phải rất nhiều khó khăn. Họ bị đối thủ dẫn trước từ phút 51 và phải thi đấu thiếu người từ phút 71 sau khi Al Amri nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc với một cú đúp bàn thắng ở các phút 74 và 98 để đưa Al Nassr bước lên ngai vàng. Đây là lần đầu tiên Al Nassr vô địch Ả Rập Club Champions Cup trong lịch sử. Giải đấu này tuy không quá danh giá, nhưng cũng là một danh hiệu đáng chú ý khi là chiếc cúp đầu tiên của Ronaldo với đội bóng mới. Đây cũng là danh hiệu thứ 35 trong bộ sưu tập của CR7. Ngoài ra, Ronaldo còn giành giải vua phá lưới của giải đấu với 6 bàn thắng. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Al Nassr giành được danh hiệu cá nhân này. Thêm một thống kê đáng chú ý là Ronaldo đã vô địch trong cả 9 trận chung kết mà anh ghi bàn. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng cán mốc ghi 25 bàn thắng trong một năm dương lịch ở lần thứ 17. Khi Ronaldo bị chạm vào lòng tự ái, bị cộng đồng mạng mỉa mai so sánh rất nhiều với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dường như đã bị chạm vào lòng tự ái. Chẳng thế mà CR7 đã thi đấu bùng nổ ở Ả Rập Club Champions Cup, trở thành người hùng giúp Al Nassr vô địch giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử. Một lần nữa Ronaldo lại khiến cả thế giới phải nhắc đến tên anh. Sau khi trải qua mùa giải đầu tiên trắng tay trong màu áo Al Nassr, Ronaldo phải hứng chịu vô vàn chỉ trích cùng những lời chế giễu từ các cổ động viên vốn chẳng ưa gì anh. Họ xem CR7 là kẻ hết thời, bất chấp anh đã ghi 17 bàn sau 35 lần ra sân cho Al Nassr trên mọi đấu trường ở giai đoạn mùa 2022-2023, đặt lên bàn cân với đại kình địch Messi. Ronaldo rõ ràng thua thiệt đủ đường, thậm chí là không thể so sánh. Dĩ nhiên, với một siêu sao có cái tôi lớn và lòng tự trọng cao ngút trời như Ronaldo, anh không cho phép bất kỳ ai xem thường mình. Cũng giống bao lần khác trong sự nghiệp, tiền đạo người Bồ Đào Nha bỏ ngoài tai mọi lời mỉa mai, châm chọc và so sánh để âm thầm chứng minh năng lực trên sân cỏ. Một khi Ronaldo bị chạm vào lòng tự ái, anh đều vùng lên đầy mạnh mẽ. Cho đến nay, điều này luôn đúng và đó chính là điểm khác biệt to lớn giúp CR7 luôn đứng trong hàng ngũ của những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Ả Rập Club Champions Cup chính là sân khấu để Ronaldo thể hiện mình. Đây là giải đấu Al Nassr chưa bao giờ đăng quang trong lịch sử câu lạc bộ và CR7 quyết tâm mang về danh hiệu này cho đội bóng của mình. Kể từ trận gặp US Monastir tại vòng bảng, siêu sao 38 tuổi đã không ngừng nổ súng, trong đó có pha lập công quan trọng gỡ hòa trước Zamalek, đưa Al Nassr tiến vào vòng knockout. Khi đã quyết tâm vào guồng, Ronaldo đơn giản là không thể ngăn cản. Anh tiếp tục một tay gồng gánh Al Nassr vượt qua vòng tứ kết rồi bán kết để đi đến trận đấu cuối cùng. Trước Al Hilal trong trận chung kết, bản lĩnh cùng với đẳng cấp siêu sao của Ronaldo lại càng được thể hiện rõ. Trong bối cảnh Al Nassr bị dẫn một bàn và phải chơi thiếu người ở phút 71 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Abdoulelah Al Amri, Ronaldo đã lên tiếng chỉ 3 phút sau đó, với tình huống chạy chỗ rồi dứt điểm cận thành chuẩn xác. Nhiều ý kiến cho rằng đệm bóng gần như vậy, ai chẳng làm được. Nhưng nếu quan sát lại tổng thể cả tình huống, có thể thấy Ronaldo đã quyết tâm như thế nào. Anh di chuyển không bóng, khôn ngoan, thoát khỏi sự kìm kẹp của trung vệ kỳ cựu Kalidou Koulibaly để có cho mình không gian thuận lợi đón đường chuyền vào của đồng đội. Ở tình cảnh ngặt nghèo và tưởng chừng Al Nassr không còn cơ hội vì thua thiệt quân số, Ronaldo chính là sự khác biệt to lớn, bỏ cuộc không có trong từ điển của CR7. Đến hiệp phụ thứ nhất, cú đánh đầu bồi cận thành của Ronaldo giúp Al Nassr ngược dòng hạ Al Hilal 2-1 để đoạt chức vô địch. Pha lập công ấy có thể bị gắn mác, ăn may, nhưng may mắn chỉ đến với người quyết tâm có nỗ lực thay vì lười nhác. Sau tất cả, Ronaldo đã cùng Al Nassr đoạt danh hiệu đầu tiên, một chiến tích giúp thay đổi lịch sử của cả câu lạc bộ. Nhìn rộng ra, cuộc chiến giữa Ronaldo-Messi lại nóng trở lại. Ở chặng cuối sự nghiệp, hai kỳ tài của bóng đá thế giới một lần nữa lại thăng hoa và người hâm mộ đang trông chờ Messi phản hồi cuộc gọi của Ronaldo với chức vô địch League Cup cùng Inter Miami.
Trong mắt nhiều người, chức vô địch Ả Rập Club Champions Cup chỉ thuộc dạng soàn xỉnh. Nhưng chúng ta đòi hỏi gì hơn nữa ở một tiền đạo đã 38 tuổi như Ronaldo? Ở cái tuổi này, phần lớn cầu thủ đã kết thúc sự nghiệp từ lâu, song CR7 vẫn giữ cho mình ngọn lửa đam mê và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Với các fan Ronaldo, được nhìn thấy thần tượng của mình gánh team, tươi cười, đoạt danh hiệu đã là một hạnh phúc vô bờ bến. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.